tỉnh Bình Định đã chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tàu cá, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hải sản sau khai thác. Đây là nỗ lực thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC để khắc phục thẻ vàng về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Theo quy định của Chi cục Thủy sản Bình Định, tàu cá trên 15 mét khi xuất bến cần phải có thêm giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nếu không tàu cá sẽ không được ra khơi khai thác. Tính từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bình Định có hơn 2.800 trong tổng số gần 3.200 tàu đánh bắt xa bờ có chiều dài từ 15 mét trở lên có giấy phép hoạt động được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm tàu cá cũng một trong những cái nội dung mà EC đã kiến nghị chúng ta, cho nên triển khai để thực hiện các cái giải pháp mà tháo gỡ thẻ vàng EC. Thì tỉnh Bình Định đã tích cực nỗ lực triển khai cái giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm này. Đặc biệt là những tàu hoạt động ở địa phương này là 100% là đều có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Bởi vì là chúng tôi kiểm soát qua cảng cá, rồi qua các cái tổ IUU của chi cục tại cảng cá, rồi các lực lượng biên phòng. Hiện nay tại tỉnh Bình Định còn gần 400 tàu chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên nhân là các tàu cá này hoạt động tại các ngư trường ngoài tỉnh, không về địa phương. Chỉ có một số cái tàu mà đi ra ngoài tỉnh thì chúng tôi chưa cấp được. Thì còn hiện nay thì cơ bản là chúng tôi sẽ đẩy nhanh trong cái việc chậm nhất. Rồi vào tháng 6 này thì toàn bộ các cái tàu đi khai thác ở vùng biển khơi thì chúng tôi sẽ cấp đầy đủ các cái giấy chứng nhận và an toàn thực phẩm để đáp ứng được cái yêu cầu của EC. Theo quy định, tàu cá không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Chính vì vậy, tỉnh Bình Định đang nỗ lực tạo mọi điều kiện cấp giấy an toàn thực phẩm tàu cá, giúp ngư dân vươn khơi bám biển thuận lợi và tuân thủ các quy định của pháp luật.